Mã áo Y365 là một chiếc áo riêng, mút dày, có gọng, phù hợp cho những chị có kích thước vòng ngực nhỏ và vừa, mặc vào ôm trọn vòng ngực, giúp cho vòng một trở nên đầy đặn, quyến rũ hơn. Với lớp đệm cô tông cao cấp, thấm hút mồ hôi, êm dịu làn da cho vòng một. Gồng dẻo cao cấp, giúp nâng đỡ vòng ngực, tạo khe hấp dẫn hơn. Đuôi áo riêng, co giãn tốt, mặc vào ôm trọn vòng ngực, kéo những phần mỡ thừa dưới cánh tay, làm cho khuôn ngực trở nên đầy đặn. Và đặc biệt hơn hết, 12 giờ lựa chọn chất liệu vải riêng cao cấp, mặc vào không bị kích ứng da, phù hợp với bất kỳ loại da nhạy cảm nào. Hiện tại mã áo Y365 gồm có đen, da, đô, có size 34/75, 36/80 và 38/85. Những mẫu áo của 12 giờ đều được cắt may và sản xuất hoàn toàn ở Việt Nam 100%, hội tụ đầy đủ, giá thành phải chăng, mẫu mã đa dạng và đặc biệt hơn hết là có giấy chứng nhận đảm bảo sức khỏe an toàn cho người sử dụng.